Lễ hội bánh mì Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 đã khai mạc với nhiều điểm mới, trong đó điểm nhấn là việc xác lập kỷ lục hơn 150 món ăn đi kèm bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ. Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 tháng 5 tới ngày 19 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện ẩm thực văn hóa du lịch độc đáo, đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Với chủ đề bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, sự kiện là dịp để tôn vinh bánh mì, món ăn Việt Nam được vinh danh trong top món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với trên 130 gian hàng của 85 đơn vị là các doanh nghiệp, nhà hàng, tiệm bánh mì, các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị làm bánh, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Vinamilk, bánh kẹo Á Châu.